Mới đây thì luật sư Đỗ Quốc Quyền người được ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ủy quyền trong phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm 9 người tử vong tại Hòa Bình đã cho biết, ông Dương đã về nước nhưng sức khỏe hiện tại vẫn còn đang yếu theo đó ông Trương Quý Dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã từ Canada về Việt Nam vào sáng ngày 7 tháng 6. Việc ông Dương về nước là để phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ án chạy thận làm chín người chết xảy ra hồi 29 tháng 5 năm 2017 vừa qua được xét xử bởi tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình. Trước đó trong 12 ngày diễn ra phiên tòa. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã kiến nghị điều tra làm rõ đối với việc ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc bệnh viện, trong việc ký kết hợp đồng liên doanh sửa chữa thiết bị trong bệnh viện. Việc ông này vắng mặt đã gây khó khăn cho việc xét xử khi nhiều tình tiết trong sự cố chạy thận không thể làm sáng tỏ. Trước đó, theo người nhà của ông Dương, ông này xuất cảnh sang Toronto, Canada vào ngày 3 tháng 4 với lý do là để chăm sóc cháu ngoại.